em thì chưa có mối tình nào chính thức cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ? Có trưởng phòng bên đây rồi khỏi sợ. Như vậy là ông Mai và Mối ngày hôm nay đã rất là thành công ở cặp đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cặp thứ hai xem như thế nào. Xin mời Hạ Màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy và chào quý vị khán giả. Em tên là Thu Hằng. Còn mấy tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của em. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm thiết kế đồ họa. Rồi, 29 tuổi làm thiết kế đồ họa. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Gọn, hiện đang làm trưởng phòng công tác ở một công ty chuyên phân phối và nhập khẩu máy điều hòa không khí. Quê em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả Gọn? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 33 tuổi chị. 33 tuổi. Có mấy mối tình rồi Gọn? Em có một mối tình nhưng mà không chính thức, cách đây cũng khoảng hơn 4 năm. Gọn có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết làm công việc gia đình. Ừ. Khuyết điểm của em thì chắc là do em hiền quá thôi. Gọn hơi hiền, cũng hơi nhút nhát. Nãy giờ anh ấy ngồi bên đây anh rất là run. Nói nhỏ quá à. Đúng không Gọn? Dạ. Bây giờ thì cô gái bên kia cho chúng tôi biết rằng cô đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà cũng lâu rồi chị. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, biết làm một số loại bánh như bánh lăng, bánh quy. Biết may vá, em thích may rèm cửa hoặc là áo gối cho nhà sử dụng á. Dạ, em cũng hay trồng mấy cây rau nhỏ trên ban công á, để lâu lâu mình lên ngắm cảnh thì có khi nào muốn sử dụng thì hái mình ăn luôn. Hái trồng ăn luôn, rau dạ, sạch luôn. Dạ. Hay quá ha, coi như là nữ công gia chánh. Dạ. Đó là ưu điểm, còn có những cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em nghĩ là đôi lúc thì em nói chuyện hơi thẳng tính á, nên là có thể làm mất lòng một số người. Cái khuyết điểm thứ hai là hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ. Có trưởng phòng bên đây rồi khỏi sợ. Trưởng phòng dưới tay mình có lính nhiều cô gái không em? Dạ, lính của em thì chỉ có nam thôi. Nam thôi hả? Dạ. Bao nhiêu nam? Dạ, khoảng 17, 18 người. Mà giờ còn muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Thì em thì cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao cho bạn gái. Chỉ cần là bạn đó biết quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống, yêu thương và quan tâm với mọi người là được. Đơn giản, chiều cao, chiều thấp như thế nào không? Dạ, em cũng không có đặt tiêu chuẩn gì mấy về ngoại hình. Chà, cô gái bên này hơi cao á nha. Thế tiêu chuẩn bạn đặt ra tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, nếu mà càng cao thì càng tốt chị. Bạn cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 à. 1m67? Chà, vậy anh bên kia phải tầm 1m70 đổ lên ha. Hơn không? Bên đây chín mấy rồi. Cái gì? Đứng lên ghế á. Bạn hình dung ra ngày hôm nay bạn gặp cái người bên kia như thế nào? Có thể là một anh nhìn đâu có đôi mắt hiền, nhìn chất phác. Nói tính tình thì điềm đạm. Nói chuyện thì gần gũi, bình dân. Em thích những mẫu người như vậy. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích là bạn nam đừng có keo kiệt quá, với lại đừng có cọc cằn quá. Ví dụ như có chuyện gì á, thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ để giải quyết, chứ đừng có la lối hay là quát tháo thì em rất là sợ. Anh này không có cọc cằn, không có la lối đâu em. Nếu mà được thì bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân là được chị. Trời, được rồi, để chị qua thì coi anh kia coi. Đàn gái qua coi mặt đàn trai. Chào chị. Rồi, chào anh. Dạ. Thì phía anh thì bao lâu nữa thì anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Theo em thì khoảng 1 năm, còn vấn đề còn lại là tùy thuộc vào hai người tìm hiểu. Anh hình dung cô bên này như thế nào? Có đáp ứng được những cái yêu cầu mà anh đang muốn tìm kiếm không? Nghe giọng nói thì em cũng hình dung được, thì cô bên đó cũng chững chạc, hiền. Có điều gì anh không thích ở người phụ nữ đâu? Em thì chưa có mối tình nào chính thức cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Trả lời nhanh ha, không cần suy nghĩ. Ok, vậy được rồi ha. Trong 1 năm có thể tiến tới hôn nhân được ha. Anh bên đây cũng rất là chân thành, giống như những gì mà bạn gái đề ra. Ồ, dạ. Chào em. Một chàng trai miền Tây rất chất phác, nhẹ nhàng, dịu dàng. Dạ, em thích. Thích hả? Thích. Em thích. Anh này làm trưởng phòng nha, bản lĩnh lắm. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi.
Bạn gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ, dì và hai em ạ. Ồ, có mẹ dì nữa ha. Dạ. Dạ chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường và chào quý vị khán giả. Dạ. Dạ cô nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào ạ? Cô thấy thì cái bạn trai bên đây có vẻ là chín chắn, điềm đạm, thấy cũng có vẻ là tin tưởng được á con. Mẹ thấy vậy đó. Cô có muốn gì hỏi con rể tương lai mình không? Chỉ hỏi một câu là nhà con có đông anh em không? Dạ nhà con thì có ba anh em trai. Ba anh em trai không hả? Dạ. Con thứ mấy? Dạ con ở giữa. Ở giữa hả? Dạ. Nhà cô thì còn có mình bé Hằng thôi. Tự vì anh nó có gia đình thì cũng sống riêng rồi, có mình nó ở với cô thôi. Cái chuyện mà bếp núc mà dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng chu đáo lắm. Nó ngay là nó cũng hiền, tánh nó hơi bướng một chút thôi, nhưng mà không sao hết á. Khi mình nó bướng lên con bỏ đường vô là nó hết rồi. Hay quá, mẹ chỉ đường hay quá. Thấy chưa, có người chỉ đường đi nước bước luôn. Nói gì với cô đi. Nói gì với cô đi. Dạ thì lần đầu tiên gặp mặt thì con cũng xin phép cô cho hai đứa con được có cơ hội để tìm hiểu. Rồi nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến xa hơn ạ. À, cô cũng mong vậy, tự vì chương trình mà sắp xếp cho hai đứa lên đây cũng là cái duyên của hai đứa rồi. Thôi giờ hai đứa thì cố gắng ha. Dạ con cảm ơn cô. Rồi. Cảm ơn cô. Hay quá. Em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em gái. Em ruột hả em? Dạ em họ. Dạ chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ rồi, chào mọi em. Người có mặt trong trường quay ạ. Em chào chị. Em chào em. Dạ anh ba thì ở nhà rất là hiền, hiền lắm luôn. Được cái là anh rất là chu đáo với lại quan tâm mọi người xung quanh. Thì em thấy anh với chị cũng hợp. Cảm ơn em. Chị cũng dễ thương lắm. Rồi như vậy là được rồi. Thôi mình kéo màn lên đi. Rồi kéo màn lên. Tất cả mọi thứ mọi người đã hướng dẫn hết rồi, ủng hộ hết rồi. Ăn thua hai bàn thôi. Kéo màn. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Cảm ơn. Em cũng có món quà muốn gửi anh. Thôi ta trò chuyện với nhau đi các bạn. Em thì có thích đi du lịch không? Dạ có ạ. Em thích đi mấy chỗ mà nó thiên nhiên mộc mạc này nọ thì em thích hơn. Thường cuối tuần thì em nghỉ thì em làm gì? Cuối tuần thì nếu mà em rảnh thì em hay đi uống cà phê với bạn. Còn không thì đi mấy chỗ ở ngoại thành á. Có thích đi xem phim không? Dạ có. Cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình kéo cái màn lên, mình gặp và mình thấy đối tượng bên kia giống như có đúng như cái mình mong muốn, cái hình dung của mình nãy giờ không? Cũng giống ạ. Em thấy anh cũng rất là hiền, nhìn cũng chất phác, giống mẫu người em tìm. Cái cảm nhận rất là quan trọng. Hai bạn đứng lên đi. Hai bạn đi xích vào đây. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Rồi, các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Quan trọng là cảm nhận thôi, tất cả mọi thứ đã tốt đẹp hết rồi. Các bạn cảm nhận xem có phải là của nhau hay không. 30 giây. Đó. Truyền điện qua nhau chưa? Có điện gì chưa? Cảm nhận thế nào? Rồi, mình nói đi. Bạn trai nói đi. Bạn trai hiền quá thì bạn nữ nói gì đi. Em nghĩ là mình đã bao nhiêu năm qua mình không tìm thấy nhau, hôm nay mình đã gặp được nhau. Em hy vọng là kể từ bây giờ mình sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Nói đi bạn trai. Thì anh nghĩ thì mình cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi ông này ông nhát quá anh Linh ơi. Anh phải chỉ ổng vài chiêu sao. Ngày sao giống đám cưới luôn hả ta. Bạn gái nói hay quá mà. Trưởng phòng mình mới nhìn thẳng vào mắt bạn gái chứ. Tỏ tình một câu gì có bạn gái nói hay quá mà trời em. Ơi, bữa nay anh gặp em tự nhiên tim em thế nào đó. Ủa có quà gì chưa tặng bạn gái hay gì bên dạ, đó vậy có, anh có cái. Đứng đây nói luôn quà đi. Cũng quên nữa hả? Dạ không quên chị, cái này là để phút cuối cùng, phút cuối cùng. 89 vậy. Bây giờ 89 rồi đó, bây giờ là 89 rồi đó em. Thì cái này anh gửi tặng em thì. Cái gì vậy? Thì cũng mong là em chấp nhận. À. Ông nhát quá, ông không dám nói, ông phải viết ra sớm. Thôi được rồi. Được rồi, ngồi đi đi bạn. Dù có nhát nói không được mà viết ra được là cũng được rồi. Sau 30 giây các bạn nhìn thẳng mắt nhau và cô gái đã nói điều gì, hãy nhắm mắt lại tưởng tượng. Quan trọng là hai con tim cùng chung nhịp đập hay không. Chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay rất đẹp các bạn. Một ngày tốt lành, một hình ảnh rất là tuyệt vời, rất đáng nhớ. Và các bạn hãy có nhấn nút hay không. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian.
bây giờ nắm tay nhau được rồi đấy. Xin mẹ phép mẹ hôn bạn gái cái đi. Dạ con xin phép cô cho con được hôn tay em.